Thưa các bố các mẹ, thưa các kẻ nguồn mạng, Hòa Bình là tính miền núi có khó mỏi dân tộc khổng, bê đưa nét văn hóa đặc sắc, mê lương sử thay đổi của nhịp khổng hiện đại, công tác bảo tồn văn hóa y trong lước đưa thay thức. Thời gian vừa rồi, Liên cấp hội phụ nữ Long Tính đã tích cực tham gia các hoạt động đỡ hiêm dự công chiên lại văn hóa truyền thống cho thế hệ khâu. Phần cuối chương trình ngày hôm nay, mời các bố các mẹ các kẻ nguồn mạng đều ngỏ phóng sự phụ nữ có phần hiềm dự văn hóa dân tộc. Mẹ Bùi Thị Khiếu ở xã Phong Phú, huyện Mường Tân Lạc là một ưa thích cô gắn bó với đàn câu hát, điệu múa, đánh chiêng ở quê Mường. Mặc dù đất lên bảy mươi suối, mẹ Khiếu ở chỉ cần khăn tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ quân chúng ở quê Mường. Mẹ còn là một trong đàn thành viên tích cực dành đưa tâm huyết, đỡ chiên tải lại cho đàn xôn, đàn con. Mặc dù thì bà cũng cao tuổi rồi nhưng mà vẫn duy trì đi sinh hoạt. Mặc dù tuổi y khá rồi thì má y duy trì chỉnh hoạt câu lạc bộ văn hóa văn nghệ mê y thầy bùi thầy khỏe hơn lo câu lạc bộ là thay đổi rất là đứa họ khỏi đứa kinh nghiệm đỡ khảo ní tán lớp chế tiếp nổi các bộ các mế địt lước chắc khá chiến lại cho thế thôn quan nổi tiếp văn hóa ngày càng phát triển hơn. Bớ đàn hạt nhân ưa văn hóa văn nghệ như mấy kiểu, hội phụ nữ xã Phong Phú đã tuyên truyền vận động hội viên thành lập tên đơn câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, vừa đỡ hiêm giữ bản sắc văn hóa dân tộc, vừa nâng lên đời sống tinh thần cho hội viên. Cả ni lên quê mương xã Phong Phú, hết đàn làng mương đều thành lập đơn câu lạc bộ, tổ đội văn hóa văn nghệ, thu hút hàng trăm hội viên tham gia. Thì chúng tôi vẫn có các cái nghệ nhân tham gia lễ hội khai hạ Mường Bi. Hàng năm tán tôi y cỏ tán nghệ nhân tham gia lễ hội khai hạ Mường Bi, còn năm có hàng trăm nghệ nhân tham gia. Tôi nghĩ rằng việc lá mô hình ní có khước lan tỏa cho thể hệ trẻ rất là thôi. Tôi mong hảo thời gian đến tiếp tục nhân rộng mô hình ní đưa tán ủn máng mắt, đứ hơn, cũng nằm rõ hơn với bản sắc văn hóa của dân tộc Mường. Nắm rõ hơn về cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình. Theo thống kê, cả niên 155 nước quê Mường Long Tính đều có đội văn nghệ hoạt động thường xuyên. Đăng câu lạc bộ, tố đội văn nghệ ở truyền ni, ở chỉ cần đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng cao của mỏ mình, mà con lông cuốn củ hỗ trợ đắc lực trong giáo dục tư tưởng, đấu tranh đẩy lui đăng tập quản lạc hậu, xây dựng đời khổng văn hóa ở cơ sở. Để giữ gìn bản sắc dân tộc thì ngoài những cái ngày truyền thống mà đỡ hiêm lễ bản sắc văn hóa dân tộc thì quái chiến thủng phải lá văn hóa văn nghệ tán ủn máng quán tứ tập lùng khá đồ tập văn nghệ tập mùa tập hát đồ chiến cám hửng cho chỉnh bản thân miếng thứ hai lá tô thêm cái bản sắc văn hóa của miếng đền với khán giả để tô thêm cái bản sắc dân tộc của mình đến khán giả. Qua đơn buổi sinh hoạt của đơn câu lạc bộ văn hóa văn nghệ ủn máng phụ nữ ở chi căn ản giao lưu lan tỏa nét đẹp văn hóa của dân tộc, mà còn ăn học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong lao động sản xuất, tổ chức cuộc khổng nuôi nhà. Tuổi đẩy con xôi, nương lên hiếu mắt cùng ý thức chấp hành pháp luật. Bớ tỷ khẳng định vai trò, tinh thần trách nhiệm của đơn cấp hội cùng hội viên phụ nữ đã có phần tích cực trong việc hiêm giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong đời khổng xã hội ở quê Mường.